Rồi hôm nay quý huynh đệ muốn thuyết trình thì cho thuyết trình. À, sư dễ vậy đó. Thôi mời các thầy cô ra trong tổ thuyết trình đi. Thuyết trình thì phải nộp cái tài liệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch giáo thọ sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên cho phép tổ hai chúng con xin gửi đến thầy cùng toàn thể đại chúng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và sau đây con xin trình bày cái bài của tổ hai chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta ai cũng đang mang trong mình một ước mơ, một hoài bão. Nhưng để thực hiện cái ước mơ và hoài bão đó không phải là một chuyện đơn giản. Ví như một người muốn trở thành một vị bác sĩ, một kỹ sư hay là một nhà bác học, thì đòi hỏi người đó phải trải qua một quá trình tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu những cái thuộc về cái lĩnh vực mà mình hướng tới. Hay là một người muốn trở thành một diễn viên chẳng hạn, thì người đó cần phải làm như thế nào để cái diễn xuất của mình thành thạo thì mới trở thành một người diễn viên. Hay là một người muốn trở thành ca sĩ thì họ cần phải mằn mòi, họ cần phải là trau dồi để có được một cái chất giọng hay lý tưởng để cho mọi người hướng đến mình. Và hơn thế nữa, một con người muốn hoàn thiện bản thân để trở thành một bậc mô phạm thì đạo đức chính là yếu tố cần thiết và quan trọng đối với mỗi con người. Thưa quý vị, trong thời buổi hiện nay, khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, văn minh hiện đại, đó là một cái dấu hiệu báo hiệu sự phát triển của đất nước và xã hội. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng là mầm mống để đưa đến cái sự suy thoái đạo đức và là hiện tượng, là cái tác nhân đưa đến những cái tệ nạn xã hội. Và đó cũng chính là mối lo ngại của đất nước nói chung và toàn thể những bậc làm cha, làm mẹ và các vị lãnh đạo nói riêng. Và chúng ta cần phải làm như thế nào để hoàn thiện cái ý thức đạo đức nó trở nên tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, trong mỗi thời đại thì đạo đức, trong mỗi thời đại thì Phật giáo chuyển qua các thời đại có nhiều khác nhau, cho nên cái sự giáo dục Phật giáo cũng qua các thời đại đó cũng có sự sai khác. Chúng ta thiết nghĩ gia đình là tế bào của xã hội, là nền tảng của đạo đức, nhưng học đường đóng vai trò quan trọng không kém gia đình để hướng con người đến những điều tốt đẹp hơn. Môi trường của học đường không chỉ cung cấp kiến thức cho chúng ta mà còn có những cái kinh nghiệm sống giúp cho con người hướng đến chân thiện mỹ, và đặc biệt là nền giáo dục Phật giáo. Nền giáo dục Phật giáo đề cao việc tu và học, tức là hướng con người từ một con người bản năng trở thành một con người có đầy đủ trí và đức để hoằng truyền chánh pháp, để lợi lạc cùng sanh. Chính vì như vậy mà hôm nay tổ hai chúng con xin lấy đề tài là đạo đức học Phật giáo trong học đường, hay nói cách khác là tình hình tu học của tăng ni sinh viên trong học đường Phật giáo Việt Nam hiện nay, để truyền tải thông tin, để truyền tải một thông điệp của hòa bình, của trí tuệ, của tình thương, đem tình thương và sự hiểu biết đến với tất cả mọi loài, mọi người. Và đó cũng chính là đề tài mà tổ hai muốn trình bày trong buổi thực tập thuyết trình hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xoay quanh đề tài này cũng có 3 phần: dẫn nhập, nội dung và kết luận. Vừa qua con đã nói phần dẫn nhập và phần nội dung gồm có 3 ý chính. Ý thứ nhất là những khái niệm về đạo đức và đạo đức học Phật giáo do sư cô Liên Hiển trình bày. Và phần thứ hai là nói về tình hình tu học của tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam hiện nay do thầy Nguyên Chánh trình bày. Và phần thứ ba là nói đến nhận định và những phương pháp cải thiện do thầy Ngọc Minh trình bày. Và đó là khái quát về nội dung. Và
xin đại chúng cho một tràng pháo tay để mời sư cô Liên Hiển lên trình bày phần thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa giáo thọ sư và toàn thể cả lớp, con xin sơ lược vài định nghĩa về đạo đức. Nói về đạo đức là một danh từ có nghĩa rất là rộng. Nó mang ý nghĩa không đơn giản là một ngữ nghĩa, mà nó là còn là hàm nghĩa của một phạm trù, mang tính chất, tính cách, phẩm chất và đời sống của một con người vượt ra khỏi cái danh lợi, địa vị và giai cấp. Đạo đức theo theo tiếng Anh gọi là ethics, những nguyên lý đạo đức, chế ngự và những nguyên lý đạo đức chế ngự và ảnh hưởng đến hành vi của con người, hệ thống những đạo đức hay hệ thống những nguyên lý của hành vi. Theo từ nghĩa của Đào Duy Anh, nguyên lý tự nhiên là đạo, được đi vào lòng người là đức. Theo cái con người sống theo cái nguyên lý ấy, theo từ điển của Thiều Chiểu thì đạo đức là cái đạo để lập thân. Theo Thượng Tọa Thích Chơn Quang, đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm ta, mà cái những khuynh hướng đó được thể hiện qua hành vi, lời nói bên ngoài, khiến cho mọi người xung quanh chuyển hóa lợi ích và an vui. Quan điểm theo triết học phương Tây, theo từ điển Grand Hill Book thì đạo đức học chính là môn học thể hiện các hành vi đạo, thể hiện các cái thiện ác hành vi của con người, được biểu hiện qua lời nói, phần lời và ý được thực hiện bởi ý chí, tình cảm và lý trí. Quan điểm theo của Aristotle, mục đích trực tiếp của con người không phải là cái đẹp, cái tốt, mà là cái hạnh phúc, mà là cái hạnh phúc đó phát triển sự các tốt nhất của con người. Quan điểm đạo đức học của triết học và phương Đông theo lấy nhân nghĩa lễ trí tính làm cách đối nhân xử thế. Theo ngài Khúc Lễ nói, đạo đức nhân nghĩa không lễ không thành. Châu Lễ giải thích rằng đạo là tài nghệ, đức là cái có thể vâng làm. Nay nói về đạo đức, nếu nói rộng ra thì trùm tất cả vạn vật. Còn nếu nói về cái tâm là cái tài nghệ và cái thiện hạnh của con người. Nói theo quan điểm của người Việt Nam, nói đạo đức rất là đơn giản, sống có đức mặc sức mà ăn, hay là ở hiền thì lại gặp lành, còn ai ở ác tan tành ra cho. Còn nói theo các sách mà theo truyền thống của ông cha ta thì những cái quy đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau, đối với xã hội. Nói tổng quát phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng đạo đức mà có. Quan điểm của đạo đức học Phật giáo, suốt 49 năm thuyết pháp thì Đức Phật nói chung về khổ và con đường vượt khổ. Nếu chúng ta cứ mãi nhìn bằng nhãn quan hay bình luận thì nó chỉ dừng lại ở góc độ của bàng quan. Hơn hết, để chúng ta hiểu thì chúng ta hãy sống và thực thi chân lý. Không, như Đức Phật đã nói, không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đặc điểm của đạo đức Phật giáo là một trong những lĩnh vực của đời sống, là một đạo đức của đời sống, hay nói hơn hết là lối sống trong sạch, tránh xa các trú xứ ác, chớ thân với bạn ác, chớ thân với tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thiện nhân. Đạo đức học đạo đức Phật giáo đề cao một nếp sống hài hòa với muôn loài hữu tình, với chúng sanh, không
không tranh đấu ly gián. Như Đức Phật đã nói, này các tỷ kheo, ta không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với ta. Này các tỷ kheo, ta người thuyết pháp không tranh chấp với bất cứ một ai cả. Đạo đức học Phật giáo còn đề cao mực nếp sống giải thoát, hoàn thiện một nhân cách sống tốt, nhưng vẫn không xa rời thực tế. Như Đức Phật đã nói, này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn như thật tệ tri các vị ngọt của dục, như các vị ngọt là như vậy, sự xuất ly là như vậy, sự nguy hiểm là như vậy. Những vị này đã như thật tệ tri các dục của chúng, chúng có thể đặt người khác vào vị trí tương tự, nghĩa là các dục này như thật tệ tri, sự kiện này có thể xảy ra. Đạo đức học từ tâm xả bỏ vô biên, phải tiếp xúc với tất cả mọi người và mình mới hiểu được đa dạng của cuộc sống. Đây là một cái đặc điểm nổi bật của đạo đức được áp dụng qua mọi thời đại. Nếu con người sống mà xóa bỏ những tị hiềm, ganh tị, oán tị, thì Đức Phật có dạy rằng là không hận diệt hận thù. Với hận diệt hận thù, đời này không có được không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Hay vị ấy an trú biến mãn một phương, lòng với lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, khắp tất cả các phương trên dưới, hết thảy phương xứ cùng khắp, vị ấy an trú với tâm câu hỷ, với xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Đạo đức học Phật giáo tức là tuân thủ những nguyên tắc sống thì bằng những giới luật của Đức Phật. Dù người cư sĩ, dù người tại gia hay là xuất gia đều được an lạc trong đời sống hiện tại. Mà giới chính là năng lực để dứt bỏ, là cái tiêu biểu. Thì có giới vạn vật mới tốt đẹp, có định chúng sanh mới sống đời, có pháp các trọn vẹn trong sạch. Nên Đức Phật đã có dạy, hãy học các dòng nước, từ khe suối vực sâu, nước khe suối chảy ồn, biển lớn động im lặng. Như vậy đạo đức học chính là môn học để nhằm cho chúng ta chỉ rõ được con đường như thế nào. Và sau đây là vừa qua là những định nghĩa về đạo đức học, về phương Đông, phương Tây, hay là những cái quan điểm đạo đức trong Phật giáo. Đến tiếp theo, con Pháp Danh Nguyên Chánh xin trình bày những thực trạng đạo đức trong Học viện Phật giáo Việt Nam. Triết học phương Tây có câu: tri thức mãi mãi là một màu xám, chỉ có cây đời mới thực sự là xanh tươi. Những định nghĩa vừa qua chỉ là những cái lý thuyết, nhưng để thấy được những thực trạng hiện tại tại học viện chúng ta, gần gũi nhất để chúng ta nhận rõ và diệt trừ những cái khối u hiện tại, mới thực sự là thấy được khổ và diệt khổ theo quan điểm của Đức Phật. Hiện tại học viện chúng ta có những bước phát triển, thực hiện được phát triển được nhiều khoa giáo dục, rất nhiều tăng ni sinh, công nghệ thông tin cũng phát triển, tài liệu học tập, sách vở, những mình thường quân, những người phục vụ cho học viện cũng khá là đông. Các khoa cũng với lượng sinh viên đông, là các sinh viên có sự nỗ lực trong học tập, đồng thời cũng đem những cái mình học phục vụ cho xã hội, cho Phật giáo rất là nhiều.
Bên cạnh những cái mặt tích cực như vậy, học viện chúng ta vẫn còn rất là nhiều vấn đề nhức nhối, khó mà thoát khỏi được. Thứ nhất, nói về cái mặt hiện trạng giảng viên, những vị lãnh đạo trong học viện. Đối với giảng viên thì cũng có, bên cạnh những người giảng viên có nhiệt tâm, nhiệt huyết trong giáo dục, giúp cho các sinh viên thành những người tốt trong xã hội, trong Phật giáo, thì cũng có một số giảng viên vẫn chưa có nhiệt tâm trong vấn đề truyền trao kiến thức. Một số thì dạy trễ, dạy không đủ tiết. Một số thì nghỉ dạy nhưng lại không báo để cho sinh viên đến lớp rồi lại bỏ về. Đó phải là vấn đề giảng viên. Còn đối với các người lãnh đạo trong học viện, nhức nhối nhất hiện tại tổ hai chúng con thảo luận với nhau và thấy rằng phòng sinh viên vụ là một cái phòng kết nối những cái hoạt động của sinh viên và nhà trường, là nơi hướng dẫn sinh viên, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, sinh hoạt các tổ chức, tạo ra những cái tổ chức gắn kết giữa giảng viên, hội đồng điều hành nhà trường với nhau. Nhưng thực sự hiện tại thì phòng sinh viên vụ vẫn chưa có thể làm hết khả năng của mình. Đó cũng là một điều nhức nhối trong vấn đề hội đồng điều hành. Vấn đề thứ hai nằm ở cái vấn đề các sinh viên với nhau, đó là hành vi cư xử. Hành vi cư xử của sinh viên, thứ nhất là thiếu lễ độ đối với giảng viên, thiếu lễ độ đối với các nhân viên văn phòng vẫn thường xuyên xảy ra. Mặc dù những cái có thể là không tốt, những cái có thể là chỉ là mầm mống, nhưng nó là cái yếu tố tác thành cái đạo đức nhân phẩm của một tu sĩ trong cái môi trường học viện chúng ta. Cái vấn đề thứ hai là thái độ hành vi giữa các sinh viên, là những vị tu sĩ với nhau, đối xử với nhau, nói năng trong giờ học, trong trường học vẫn còn thiếu đi sự trang nghiêm trong vấn đề học tập, giao tiếp. Trong cái vấn đề thứ ba tổ hai muốn trình bày đến, tính là các hành vi vi phạm nội quy của nhà trường. Hiện tại thì những cái điều bức xúc là vừa qua thì có một số sinh viên dùng dấu vân tay giả, dùng những hình thức điểm danh để trốn các giờ học. Đây cũng là một cái hình thức vi phạm nội quy, vì nội quy đưa ra để ngăn ngừa mà chúng ta lại làm như vậy, đó là một điều qua mặt những người lãnh đạo. Vấn đề thứ hai là nghỉ học không xin phép, rồi tới ngày thi thiếu môn học lại lên năn nỉ ỉ ôi ban giám hiệu. Năn nỉ người cụ thể nhất chính là sư đây. Rồi trong vấn đề vi phạm nội quy, những hành vi thiếu lễ độ với nhân viên coi thi, vi phạm nội quy thi, còn to tiếng, thái độ thiếu lễ phép, thiếu lễ độ rất đáng được nhắc đến trong cái vấn đề đạo đức của học đường. Thực sự những cái nhức nhối không thể nào kể hết được. Chỉ tổ hai chúng con chỉ xin đại diện nói ra như vậy để cho thầy Ngọc Minh có những cái phương hướng giải quyết những cái nhức nhối đó. Xin mời thầy Ngọc Minh trình bày phần các phương pháp cải thiện đối trị những cái vấn nạn tại học viện chúng ta. A Di Đà Phật, xin mời thầy Ngọc Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giáo thọ sư, kính thưa tất cả chư huynh đệ tăng ni, khóa sinh, khóa triết hiện diện ở trong hội trường thân mến. Để tiếp tục cái đề tài của tổ hai, đó là đạo đức ở trong học đường Phật giáo, thì về phần chúng con thì chúng con xin trình bày tiếp theo, đó là nhận định cũng như là về phương hướng cải thiện những cái ưu cũng như phát triển những cải thiện những cái khuyết cũng như phát triển những cái ưu mà vừa rồi thầy Trung Chánh đã đưa ra. A Di Đà Phật. Kính bạch trên đại đức, kính thưa tất cả huynh đệ, thì đối với Phật giáo Việt Nam trong 9 đến 10 bang, thì từ bang tăng sự, bang giáo dục, bang văn hóa, vân vân, thì bang giáo dục thì đóng vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo một đội ngũ kế thừa cho giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và đặc biệt là trong phạm vi nhà trường nói riêng. Nhờ con xin trình bày về cái nhận định của mình cũng như là những thành viên của tổ hai. Học đường là nơi cung cấp kiến thức cũng như đào tạo về nhân cách của sinh viên, đặc biệt là học đường Phật giáo, thì tăng ni sinh viên chúng ta lại có điều kiện gạn lọc tâm thức và thăng hoa đời sống tâm linh, mình có hạnh phúc và hãnh diện hơn là sinh viên các trường đại học khác. Vì đây là môi trường học đường Phật giáo thì tăng ni sinh viên lại có điều kiện thuận lợi và thù thắng hơn trong vấn đề gạn lọc tâm thức và thăng hoa đời sống tâm linh. Vậy để cho nền giáo dục Phật giáo nói chung và giáo dục Phật giáo diễn ra tại học đường Phật giáo Vạn Hạnh nói riêng, còn hai trường đại học còn lại thì chúng ta không tham gia, cho nên chúng ta không biết tình hình như thế nào. Và để cho đạt được những thành tựu viên mãn cũng như là hoàn mỹ nhất trong vấn đề học đường diễn ra nơi Phật giáo Việt Nam, thì ngoài những phát hiện cũng như nhận diện những lỗi lầm, những vi phạm từ giáo thọ cho đến tăng ni sinh viên có liên quan đến những quy định nội quy và thông qua việc xử lý hành chánh để cải thiện một phần nào đó những khuyết điểm của học đường. Thì bên cạnh đó, tại vì đây là học đường Phật giáo, cho nên chúng ta không thể nào không nhắc đến vấn đề tâm linh. Tại vì môi trường đại học, y cũng như kỹ sư vân vân, người ta đều có những cái môi trường ứng dụng dành cho sinh viên, thì tại sao cái ngôi trường Phật giáo mình lại không? Điều đó rất cần thiết. Và bên cạnh những phát hiện cũng như nhận diện những lỗi lầm có vi phạm liên quan đến nội quy thông qua việc xử lý hành chánh, thì chúng ta bên cạnh học đường Phật giáo thì chúng ta cần có một cái môi trường mang tính ứng dụng gắn liền với học đường. Chính môi trường mang tính ứng dụng này, ngoài giờ lên lớp của tăng ni khóa sinh để chư tôn đức giáo thọ cung cấp kiến thức cũng như là truyền trao kinh nghiệm, thì ngoài giờ học, tăng ni sinh viên khóa sinh chúng ta còn có cơ hội điều kiện sống chung với nhau. Ví dụ như là cùng ăn cơm, cùng thiền hành, cùng có những buổi pháp đàm chung với nhau, đóng góp trong tinh thần hòa hợp. Chính tinh thần hòa hợp này nó đúng với cái tiêu chí là đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, như là cái mục tiêu của giáo hội Phật giáo chúng ta đã đề ra. Và chính một môi trường mang tính ứng dụng như thế này thì tăng ni sinh viên có
có điều kiện sống chung với nhau, cọ sát với thực tế, cho nên nó sẽ tiêu hóa một phần nào kiến thức mà chư tôn giáo thọ cũng như giảng viên đứng trên lớp đã truyền trao. Thay vì chúng ta chỉ học nhồi nhét kiến thức để rồi trả lại trên bút mực và giấy trắng, thì sau này vấn đề hoằng pháp lợi sinh của chúng ta sẽ không được bảo đảm, không được bảo đảm. Và vấn đề thứ hai, tăng ni sinh viên cùng sống chung trong một môi trường như thế này thì do có sự cọ sát và bám sát với thực tế, tiêu thụ một phần nào kiến thức đã được chư tôn đức cung cấp cũng như truyền trao kinh nghiệm, nó sẽ trở thành một cái kinh nghiệm sống linh động giữa đời sống thực tại. Và thứ ba, do một môi trường mang tính ứng dụng diễn ra nơi học đường Phật giáo trên tinh thần hòa hợp bất cộng trụ, thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng lớn. Cái nguồn năng lượng này nó có công năng bảo hộ đại chúng, và chính cái nguồn năng lượng này nó sẽ giúp cho từng tăng ni khóa sinh học viên nhận diện cũng như chuyển hóa một phần nào nỗi khổ niềm đau nơi tâm mà bấy lâu nay vấn đề kiến thức nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta không thể nào chuyển hóa được, và dẫn đến một vài tình trạng đáng tiếc xảy ra, đó là một số tăng ni sinh viên phải rời bỏ ghế nhà trường hoặc là trở về với đời sống thế tục. Điều đó là một điều đáng đau lòng cho Phật giáo nói chung và nơi học đường Phật giáo nói riêng. Và vấn đề nếu mà tăng ni sinh viên còn trong học đường nhờ sống chung trong tinh thần hòa hợp cũng như chuyển hóa tất cả những kiến thức mà chư tôn giáo thọ đã truyền trao trở thành kinh nghiệm sống, tạo thành một nguồn năng lượng lớn, thì hạnh phúc sẽ có mặt và nó sẽ lớn dần theo năm tháng. Chính sự có mặt của hạnh phúc của từng tăng ni khóa sinh thì nó sẽ giảm thiểu đến mức tối đa những vi phạm có thể xảy ra có liên quan đến vấn đề nội quy mà nhà trường đã đề ra, và không phải mất thời gian chư tôn đức hội đồng điều hành phải bỏ ra để phải giải quyết. Tại vì mỗi từng tăng ni khóa sinh thực tập được, ứng dụng được vào đời sống hàng ngày ngoài vấn đề học ở trên lớp, mỗi bản thân có được sự hạnh phúc, có được sự thảnh thơi thì sẽ giảm thiểu đến mức tối đa những vi phạm xảy ra nơi học đường. Và chính hạnh phúc này thì cái giờ lên lớp của tăng ni sinh viên thay vì mệt mỏi, chán nản sẽ trở nên cảm thấy thích thú, thoải mái hơn. Tại vì bản thân mình cảm thấy hạnh phúc khi mình được học và sau khi học xong được ứng dụng thực tập như những y bác sĩ ngoài đời, những trường đại học ngoài đời. Họ có những cái môi trường ứng dụng rất thực tế trên xác người hoặc là trên xác động vật để sau khi ra trường họ chữa được bệnh. Và tăng ni sinh viên cũng vậy. Sau khi ra trường được thì mình phải làm được việc thứ nhất là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân mình. Thứ hai, nếu mình làm được cái điều đó thì vấn đề hoằng pháp lợi sinh hoặc là vấn đề phụng sự giáo hội sẽ đạt được hiệu quả rất là cao hơn là trên vấn đề lý thuyết, hơn là vấn đề lý thuyết. Và chính vấn đề hạnh phúc này nó sẽ giúp cho tăng ni sinh viên mà khi còn trong ghế nhà trường lẫn sau khi kết thúc khóa học, thì chính ngôi trường học viện diễn ra nơi học đường Phật giáo sẽ cho ra đời những học tăng, học ni, những con người thật sự có hạnh phúc, có cái nhìn, có cái hiểu sâu sắc hơn về con người và về cuộc đời. Và chính những điều kiện đó cho nên môi trường học đường Phật giáo sẽ là nền tảng cơ bản và cần thiết nhất cho tất cả những ngôi trường đại học còn lại ở trong nước cũng như trên toàn thế giới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những nhận định cũng như đóng góp của chúng con. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, vừa qua là phần trình bày ba phần nội dung chính của đề tài tình hình tu học của tăng ni sinh viên trong trường Đại học Phật giáo Việt Nam hiện nay. Và con xin tóm lại rằng tất cả những nội dung trên nhấn mạnh một ý nghĩa: đạo đức hay đạo đức học Phật giáo đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi người nói chung và toàn thể sinh viên, tăng ni sinh và những hành giả tu hành của chúng ta nói chung. Chính vì những cái ý nghĩa đó, bởi vì cái môi trường giáo dục nó hình thành những con người mô phạm những bậc chân thiện mỹ, và tất cả những yếu tố đó nó làm cho chúng ta ngày một hoàn thiện mình hơn về đạo đức, dẫn giới đức và trí đức của mình. Chính vì vậy chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải hiểu như thế này: một con người mà không có đạo đức thì con người đó sẽ như thế nào, và một xã hội không có sự giáo dục thì xã hội đó sẽ ra sao. Chính những câu hỏi đó mà bổn phận của tăng ni sinh chúng ta cần phải tự mình nỗ lực rèn luyện, tu và học luôn đi đôi với nhau, để chúng ta hoàn thiện mình và xây dựng một lớp học đầy năng động, nhiệt huyết, xây dựng một ngôi trường đúng với tiêu chuẩn đạo đức Phật giáo. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta làm được như vậy thì tôi và các bạn và tất cả chúng ta sẽ xây dựng được một ngôi trường ấm áp đầy tình thương và trí tuệ, và từ đó nó xứng danh là ngôi trường gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, là nơi đào tạo những tăng ni trẻ ra để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúc cho mỗi chúng ta là một đóa hoa tươi thắm, một đóa hoa đức hạnh tô đẹp cho vườn hoa đạo lý, đúng như câu nói Bồ Tát đi vào đời như hoa nở khắp nơi, tô điểm màu tươi thắm, trang nghiêm nét đạo đời. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là phần trình bày của tổ chúng con, và bây giờ là đến xin mời thầy tổ trưởng sẽ điều hành phần vấn đáp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng, với nhiệm vụ hoàn thành môn học, với nhiệm vụ làm tốt cái bài tập vừa qua, với cái tầm nhìn của một vị học tăng, chắc chắn sẽ có nhiều điều thiếu sót và có những cái vấn đề khá là nhạy cảm. Xin trên thầy cùng toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni, vừa qua quý huynh đệ tổ hai đã trình bày đề tài là đạo đức học Phật giáo trong học đường, là cụ thể khảo cứu trong cái phạm vi Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà quý thầy đang làm công tác giáo dục và quý huynh đệ tăng ni đang học tập. Thời gian thuyết trình bao nhiêu phút ha? Bao nhiêu phút? 32 phút. Như vậy thì thời gian thuyết trình 32 trên 130 phút, thì cho mình bỏ 10 phút đầu tiên đi, sư lên trễ cũng vài phút. So với 1 giờ sau khi nghe bấm chuông rồi sư mới lên, lên đây rồi niệm Phật vân vân, thì mình phải trừ hao chứ. Trừ hao chưa? Mà chưa trừ hao hay trừ hao rồi cũng được. Về sư nhận định nội dung bài thuyết trình thì nó cũng vừa tầm so với năng lực học tập của huynh đệ là sinh viên năm 3 của học viện, vừa với cái thời lượng cho phép của hai tiết học. Bởi vì quý vị mà nói dài quá thì không còn thời gian để sư đặt vấn đề cho quý huynh đệ cùng tổ để chia sẻ, hoặc là quý huynh đệ khác đồng chia sẻ, hoặc là
bản thân sư chia sẻ. Tuy nhiên nội dung thì quả thật thì nó bấy nhiêu, nhưng mà nếu chúng ta muốn mở rộng thì mở rộng cũng được nữa, chứ không phải là bấy nhiêu, bởi chúng ta có thể là triển khai các cái góc cạnh sâu rộng khác nhau. Thì thưa quý vị, đây là một đề tài rất là thiết thực. Những đề tài qua cũng thiết thực chứ không phải là không, nhưng mà những đề tài này như thể dạng này thì huynh đệ nào cũng nói được, ai cũng nói được, nhưng vấn đề nói có thứ lớp, có trật tự, nói có sức thuyết phục hay không mà thôi. Bởi đây là những vấn đề chúng ta đang sống, đang hít thở mà. Cho nên phần 1 và phần giới thiệu tổng quan do sư cô Quảng Minh là tổ phó vừa là giới thiệu dẫn nhập và cũng là vị đúc kết, với giọng nói mạnh mẽ, mạch lạc rõ ràng, đó cũng là cái ưu thế của một ni sinh. Sư tin tưởng rằng với cái đà học tập được quý thầy truyền trao kiến thức cũng như cái quá trình rèn luyện cái kỹ năng của quý vị, thì sau 2 năm nữa chắc chắn quý vị có thể ra quần pháp tốt. Đó là phần nhận định của sư về cô Quảng Minh. Phần thứ hai là phần định nghĩa đạo đức và đạo đức học Phật giáo dưới góc nhìn Đông Tây, từ các từ điển như từ điển của Đạo Duy Anh, hoặc là từ điển của Thiều Chủ, hoặc là từ điển sách nước ngoài như là Grand Hill Book chẳng hạn, hoặc là từ điển theo đạo học ở Trung Hoa, hoặc là sách lễ ký. Cái tác phẩm mà quý vị nêu đó, đó là tác phẩm ha, tức là theo lễ khúc lễ đó, đó là tác phẩm. Cho nên ngày xưa Khổng Tử ông học kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh nhạc, và ông viết tác phẩm còn lại cuối đời là kinh Xuân Thu. Và ông cho rằng là lấy nhạc để điều hòa tâm ý của con người, tức là lấy cái lời nhạc, và lời nhạc này là lời nhạc thanh cao chứ không phải như lời nhạc ngày nay. Đây là một trong những biện pháp nuôi dưỡng cái đạo đức theo cách nhìn của Khổng Tử. Cho nên Khổng Tử đánh giá, chỉ ra cái cách sống đạo đức rất tốt, nhưng mà cái phương tiện để rèn luyện đạo đức thì theo sư đó thì chưa phải là người có một cái phương pháp tốt. Cho nên ông đọc kinh thư, kinh thi, rồi học kinh lễ, rồi sử dụng cái kinh nhạc. Nhạc cũng là một trong ngũ kinh, tứ thư ngũ kinh thưa quý vị. Cái đó là những sách gọi là rèn luyện cái đạo đức của con người. Sở dĩ sư nói lan ra một chút là bởi vì là nãy cô Liên Hiển trình bày đó theo người, đó không phải là người đâu mà là sách, theo sách. Cho nên phần trình bày khái niệm và các định nghĩa thì nó hơi dài, nó không cần thiết cho một cái đề tài thuyết trình như hôm nay. Đối với sư dạy môn đạo đức, sư cần ra cái thời gian dài 2 tiết hoặc là 4 tiết cho cả 45 tiết. Như vậy cũng chỉ là, đúng ra là chỉ 2 tiết thôi, 2 tiết trên 44 tiết. Như vậy là tỷ lệ mấy phần trăm ha. Còn trong khi đây cái phần mà định nghĩa nó gần như là một phần tư thời gian, chia ra cái nội dung là 1/3, nhưng mà thời gian thì chiếm cũng hơi nhiều. Cho nên sư nghĩ rằng được cân đối lại với một cái đề tài thì cái phần định nghĩa này không cần thiết phải nêu quá nhiều. Nếu nêu nhiều là với mục đích để cung cấp cho người nghe một lượng thông tin, từ đó chúng ta so sánh và đánh giá nhận định. Nó quan trọng hơn là chúng ta chỉ nêu mang tính liệt kê. Giống như các thầy cô đi thi thuyết pháp rồi đó,
ví dụ cùng với một nội dung mà mình đưa hai cái tư liệu tham khảo được khẳng định vấn đề này, được Đức Phật hoặc được chư tổ thánh đệ tử, Đức Phật đã giảng thuyết rất nhiều lần ở nhiều kinh, mình đưa hai ba dẫn chứng để cuối cùng mình có một cái nhận định. Còn bằng không, chúng ta khi đưa ra một đoạn kinh này với đoạn kinh kia là phải có một sự đánh giá chung để thấy rằng ngôn ngữ có thể bất đồng, nhưng ý tưởng là một, nội dung chỉ là một. Kinh văn Pali với Hán Tạng có thể khác nhau về phong cách dịch. Cái quá trình Pali, ngôn ngữ Pali khi biên tập phần lớn là thể văn trực tiếp, trùng tuyên. Còn lối văn của A Hàm hoặc là Đại Thừa phần lớn là lấy ý viết lại. Ví dụ như thế, khi chúng ta nêu ra nhằm mục đích để soi sáng và chứng minh cho vấn đề chúng ta đưa ra chỉ là một, nhưng mà với nhiều tư liệu tham khảo, điều đó cũng chứng minh rằng chúng ta quảng kiến đa văn, học rộng hiểu nhiều. Nó có mục đích hết, tất cả đều phải có mục đích hết. Tùy theo, có những trường hợp mình phải chứng minh rằng mình biết rất nhiều nhưng mà mình nói ít thôi, hoặc là đưa ra liệt kê để phản ánh vấn đề chúng ta cần phản ánh và có cái nhận định sâu sắc vào. Cho nên những cái định nghĩa thì nhiều nhưng mà không có cái lần nhận định nào đính kèm, thì đó cũng là cái điều không nên. Cái này sư góp ý thôi chứ còn không hẳn rằng là sư cho điểm thấp đâu. Không hẳn rằng là sư cho điểm thấp, nhưng mà sư góp ý để cho quý huynh đệ học. Mai mốt viết bài cũng vậy, ví dụ viết bài có dẫn chứng cũng vậy, nhiều khi chỉ một cái ý đó nhưng mà tới 3-4 cái reference, cái footnote đó, sách này trường bộ, trung bộ, tương ương, tăng chi, Đức Phật đã nói vấn đề này trong nhiều nơi khác nhau, đưa ở dưới một chỗ footnote thôi để chứng tỏ rằng mình, chứng minh rằng cho mọi người biết, mình muốn nói với mọi người rằng tôi biết rất nhiều. Tôi trưng dẫn cho anh đây, cho chị đây, cho mọi người đây. Cái đó cũng là một cách gọi là trình bày kiến thức của mình. Cho nên phần 1 thì cô Liên Hiển trình bày theo sư nghĩ rằng là cũng là vậy cũng được rồi. Thỉnh thoảng quên, mà thật ra mấy định nghĩa không cần phải thuộc lòng. Định nghĩa thuộc lòng căng lắm. Lâu lâu sư cũng thách đố quý vị cho coi thử, để trong quá trình làm bài cũng coi thử cái khả năng quý vị nhớ bài tới đâu thôi. Chứ trong đó như sư cho bài cũng vậy, cũng có sự quý vị chọn lựa nó mà. Cho nên giả như thuyết trình mang tính định nghĩa trích lục là không cần phải thuộc bài. Dĩ nhiên là cũng phải học nhóm nhóm, để mà giả như mà điện cúp mình cũng nói tiếp được. Nhưng mà không nhất thiết là phải thuộc lòng, cho nên có thể đem cái tư liệu lên để trước mặt ở đây đây, và thỉnh thoảng nói, thỉnh thoảng nhìn. Thỉnh thoảng nói, thỉnh thoảng nhìn. Sư nói như vậy để chi? Để cho những bài thuyết trình sau biết cách. Không nhất thiết là phải nhìn từ đầu tới đuôi, mà cũng không nhất thiết là phải nhớ, nó mệt lắm. Nhưng mà phần thứ hai của thầy tổ trưởng là thầy Nguyên Chánh phản ánh về cái hiện thực, cái tình trạng đạo đức học đường của Học viện Phật giáo Việt Nam trong cái phạm vi của chúng ta đang ngồi trong cái nhà trường đây. Khi mà nói đến học đường, nó mang tính nó rộng, cả người dạy lẫn người học. Đúng như vậy, chứ không thể nào mình quy kết cái lỗi lầm, cái sai sót, cái bê tha cho tăng ni không được. Mà mình phải dám nhìn nhận, đánh giá, phản ánh cái hiện tượng gì đang xảy ra, dù đó là hiện tượng của người lớn hơn mình. Đáng lẽ những vấn đề này nhạy cảm, nhưng thưa quý vị phản ánh nhưng tùy vào cái thái độ mình. Mình thể hiện cái quan điểm của mình về giáo hội hiện nay, mình thể hiện quan điểm của mình về học đường hiện nay, thể hiện quan điểm của mình về cái ngôi chùa hiện nay, không có nghĩa rằng mình đánh đổ giáo hội, không có nghĩa rằng mình chê bai học đường, không có nghĩa rằng là mình tấn công bạn bè. Ví dụ như mình muốn góp ý bạn mình cũng phải trình bày cái sự thật
bạn mình làm như thế là chưa được, nhưng mà thái độ của mình và cái động cơ của mình. Và dĩ nhiên nếu chúng ta được lý trí dẫn dắt thì chúng ta bình tĩnh, dùng lời nhẹ nhàng như thế nào đó. Cho nên cái thái độ quan trọng lắm, chứ chúng ta không có khuất tất. Cho nên vấn đề phần thứ hai, các thầy nhận định về hiện tượng học đường tại Phật giáo Việt Nam chúng ta, tại học viện chúng ta. Thứ nhất là về giảng viên, thứ hai về cái cơ cấu tổ chức quản lý, rồi tiếp theo mới nói tới cái chuyện của tăng ni sinh là đúng. Vậy giáo sư chấm điểm này đó, chứ nếu mà không dám nói cái chuyện của các thầy, ví dụ sư Hoàng đi trễ hoài mà không nói đi trễ thì cũng được, mà đó là sư Hoàng nói thôi chứ không phải sư Hoàng đi trễ. Đây là sư Hoàng nói ví dụ, mà giả như đi trễ thì phải xin lỗi sinh viên. À, mình tu là mình phải biết xin lỗi. Thưa quý vị, tu phải biết sám hối chứ. Sám hối trong cái thuật ngữ nhà Phật, cho nên chúng ta phải học cái bài này một bài nữa mới được. Cho nên chúng ta phải biết xin lỗi, mà muốn xin lỗi được là chúng ta phải thay lỗi mình. Cho nên các vị phản ánh về cái việc nhà trường nhiều vị giảng viên giảng dạy thiếu trách nhiệm, đúng, Giang Hoàng cũng ghi nhận thôi. Nhiều vị giảng viên quả thật dạy không có nhiệt tâm, không tha thiết. Cho nên trong kinh Điển Nikaya, Đức Phật của các vị tỳ khưu đó, mà sống không có tha thiết với sa môn hạnh, đó là một ác bất thiện pháp, là một lậu hoặc. Trong kinh ví dụ tấm vải chẳng hạn, trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật vỡ cho những người, những vị sa môn mà không tha thiết với sa môn hạnh thôi, đó cũng là một ác bất thiện pháp rồi, chứ chưa nói tới cái chuyện mà sống phải cống hiến cho đời, sống phải vì lợi ích người khác, chưa nói tới. Chỉ tha thiết với sa môn hạnh thôi. Cho nên những người đi dạy mà không tha thiết với việc mình dạy là chắc chắn rằng vậy không thể tốt được. Mà không tha thiết với việc dạy làm sao soạn bài giáo án tốt được. Chưa nói tới soạn bài nó có logic, có mạch lạc hay không. Bởi vì đây là cái môi trường huấn luyện tri thức, huấn luyện con người sống có đạo đức, đào tạo cả trí và đức. Cho nên các thầy cô phản ánh về hiện trạng học đường là đúng. Hoặc là một học kỳ 44 tiết, tính ra tín chỉ là 45 tiết, nhưng mà thôi từng cặp không thôi cho 44 tiết là 46 tiết. Thông thường sư Hoàng dạy là luôn luôn trên 46 tiết hết á. Thế nào rồi những gần tới cuối là nhiều lớp bỏ trống lắm. Thì lúc bây giờ sư Hoàng xin giờ dạy tiếp. Dạy không những là để truyền đạt kiến thức của mình, mà cũng để thúc đẩy cho tăng ni học và tu. Bình không giáo hoàng nghĩ đôi khi buồn, vô đây để làm gì đây? Phiền não là do cái sự tác động của người khác vào tâm mình, mà những pháp này pháp bất thiện. Đáng lẽ chúng ta sống chung như thế này là chúng ta phải hạnh phúc lớn chứ, phải có nhiều niềm vui lớn chứ, phải có sự an lạc thảnh thơi như thầy thứ ba mà thuyết trình về, gọi là cái giải pháp đấy. Chúng ta phải có niềm vui chứ, sống gì mà cứ gặp mặt nhau rồi thấy nó khổ đau quá rồi. Thưa quý vị, đây là cũng tâm huyết nói quý vị đây, trong cuộc đời không phải những gì mình muốn là làm được. Càng lớn rồi mình mới học bài học này, không phải những gì mình có ý chí, có nghị lực là làm được đâu. Mình thiếu phước, thiếu duyên, thiếu người cộng tác, thiếu người hỗ trợ. Cái này mình phải tự xét mình thiếu phước, đừng có đổ thừa ai. Cho nên nhiều điều mình muốn làm tốt hơn làm không được. Nó thuộc cơ cấu của một tổ chức, sự vận hành chung, cả một tập nghiệp của một nhóm người, của một xã hội. Ví dụ nhân viên văn phòng đó cũng là cộng nghiệp của những người đang sống có mặt ở nơi đó. Tăng ni ở đây đi học là phải qua cái hệ thống nhà trường quản lý, cũng phải có cộng nghiệp như thế nào, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta gặp mặt đâu đó, đâu, không phải đâu. Phải có một cái nhân duyên, mà nếu chúng ta mà hữu phước đa duyên gặp thầy sáng, bạn hiền, đó như quý vị biết rồi đó, đó là cái nguyên nhân sanh tâm thiện mà.
Cho nên vấn đề mà đạo đức trong học đường đó là một cái đề tài thật là cần thiết. Cho nên việc các thầy phản ánh từ việc nhân viên văn phòng hoặc giảng viên, hoặc là một cái cơ chế quản lý chưa tốt, vân vân, các thầy vẫn ghi nhận. Chứ không phải vì các thầy phản ánh điều đó mà sư hoàng không đồng ý đâu. Mình phải có khả năng ghi nhận hay chấp nhận những gì đang diễn ra. Vấn đề của chúng ta ở đây nó đến vấn đề học đường, mà sinh viên là linh hồn của học đường. Cho nên cái vấn đề mà gây sai lầm rắc rối nhiều nhất cũng là từ sinh viên thôi. Ngày nay bên ngoài thì bạo lực học đường là một vấn nạn, còn trong cái môi trường Phật học chúng ta vấn đề này không có, là một điều đáng mừng. Tới giai đoạn hiện nay trường chúng ta không còn cái tình trạng quay tài liệu, còn nhưng rất ít. Đó là cái sự cải thiện rất đáng mừng, rất là đáng mừng, do cái luật nó khắt khe, thà rớt nhưng mà được thi lại, còn hơn là bị bắt tài liệu vừa xấu hổ. Cho nên kính thưa quý vị, ở học đường chúng ta cũng nhiều vấn đề bất cập lắm. Rồi là bây giờ quý huynh đệ phải ráng gìn giữ bàn ghế cho sạch sẽ, còn không mình viết vô mấy cái khoa khác thấy sư thấy tội nghiệp cho cái trường mình. Nó rồi là xả rác, lớp này thì sạch nè. Cho nên sư giảng cho khoa đào tạo từ xa đó, sư khẳng định cái vị trí của tu sĩ với cư sĩ nó khác xa. Cho nên cư sĩ đừng cứ nghĩ rằng là khi học chung nhầy đồng giới, đồng hạnh, đồng phẩm chất, đồng trí kiến, chưa hẳn đâu. Giới luật khác nhau mà, cư sĩ và cái năm giới khoảng cách rất là lớn, rất là xa. Cho nên trở lại vấn đề là quý vị phản ánh những vấn đề đó là đúng. Giờ vấn đề là cái giải pháp. Thật ra quý vị có thể đưa ra những giải pháp nuôi dưỡng ước mơ nếu mình là người lãnh đạo. Nhưng mà sư cũng công bố giữ vị, ý tưởng nhưng đôi khi không thực hiện được đâu. Đừng cứ nghĩ rằng những gì mình suy nghĩ là mình sẽ làm được, giống như cái thời trẻ 10 năm về trước của sư. Nhưng mà quả thật có những ước mơ bây giờ mình làm được, có những ước mơ mình làm được. Ví dụ tăng ni hệ phái pháp sĩ, ngày xưa sư đi học làm gì có cái chuyện mà ai cho được 2 triệu 3 triệu. Hòa thượng toàn là cho riêng cá nhân. Nhưng bây giờ sư lớn lên, sư lập một cái quỹ gọi là quỹ pháp học khất sĩ, dành cho tất cả tăng ni của khất sĩ, mà mỗi năm cho đủ cái số tiền học phí. Ít ra là vậy, là những ước mơ nho nhỏ mà trong tầm tay của mình làm được. Còn có những cái vấn đề của xã hội, của nghiệp duyên, của thời đại, đừng có mộng mơ mà sanh ra vọng tưởng hão huyền. Cho nên vấn đề một khi thấy ra cái thực trạng, chúng ta là cải thiện cái chúng ta đường sống. Ví dụ chúng ta là học sinh, quả thật nên tôn trọng thầy cô giáo, không nên đi học trễ, điều đó là nên. Không nên giáo văn tan giả là không nên. Rồi là học, cố gắng học tập, đừng có chờ tới ngày cuối rồi chỉ có biết năn nỉ thầy cô giáo. Trời ơi, sư cô liệu pháp nói Phật ơi cũng không cứu được. Nhưng mà nói chung cái bệnh học trò thì năn nỉ thì cũng là lễ thường, mình thông cảm thôi. Nhưng mà phải học tập. Bây giờ mà học tập, kính thưa quý vị, có nhiều vị làm không được gì hết, rồi sư cho điểm đậu. Bây giờ là cho điểm đậu thì các thầy, các cô hoặc là cư sĩ họ thương sư đó. Nhưng mà rồi họ sẽ bị dừng lại và đào tạo những con người ra trường nhưng không có chất lượng. Thì cái trách nhiệm về ai đây? Đạo đức học đường cũng nằm ở đây thưa quý vị. Đào tạo ra một thế hệ tương lai, một thế hệ kế thừa, lương đóng cho Phật Pháp. Nhưng mà không có tài đức, không có cả cái kiến thức lẫn cái tri thức, thì có phải rằng chúng ta gián tiếp gây hại cho xã hội, chúng ta gián tiếp làm cho Phật Pháp suy vi không? Quý vị cứ suy nghĩ đi. Cho nên nhiều khi bài làm được thứ mình cho đủ điểm. Rồi bây giờ một số người bị cái gì khóa 9 rất nhiều môn, bây giờ nhà trường tạo điều kiện, ví dụ
học nghiêm túc, sinh viên làm bài nghiêm túc thì cho ra trường. Bây giờ ví dụ như cứ gì qua loa rồi ra trường sao? Trong lòng sư không có hài lòng. Nhưng mà sư lưu ý quý vị, có những điều mình làm được, có những điều không làm được, chứ không phải cái gì cũng làm được đâu. Mình đi cãi rồi mình thể hiện quan điểm, chưa chắc gì thay đổi được cái nghiệp chung của cộng đồng. Đây là kinh nghiệm xương máu. Mình cố gắng đôi khi làm tổn hại đến bản thân mình thôi, không thay đổi được thời cuộc. Cho nên cái điều này là phải có người trí mới thấy, mà mình phải tư duy, nói lúc nào phù hợp, thời duyên mới nói. Có khi nói nó không hiệu quả gì hết. Cho nên trong năm cái nguyên tắc để mà gọi là án, để nói đúng chánh ngữ, trong đó phải nói đúng thời. Mà chính bản thân sư đây nói phi thời rất nhiều. Phi thời không phải là nói trật cái chuyện nửa đêm gà gáy mà gọi điện thoại mà nói phi thời, mà nói cái thời điểm đó nó chưa phù hợp, nói không tác dụng. Nó không có tác dụng, nhiều khi tác dụng ngược. Cho nên vấn đề trở lại bài học của chúng ta là quý vị tự khắc phục những điểm yếu kém của một tăng ni sinh trong cư xử. Quả thật chúng ta là vừa là giáo trí thức mà vừa là hàng sa môn. Cho nên vừa là sa môn vừa là trí thức, nó hòa quyện trong một con người, chứ không phải là sinh viên. Sinh viên ở ngoài chứ họ chỉ cần ăn bận bánh bao sạch sẽ đẹp trai rồi ha, xinh xắn rồi thôi, xong rồi nói nho nhã nên đủ. Còn mà họ có làm gì sai trái chắc cũng ai quan tâm lắm. Còn tu sĩ chúng ta nó khó vô cùng, nó còn có cái gọi là cái phẩm hạnh, còn cái tư cách. Nhiều người lớn không có phong cách, quý vị phải phân biệt. Sư đố quý vị một chút xíu thôi, không có phong cách, nhưng mình lâu lâu sư nói không có tư cách. Như vậy thì phong cách với tư cách có khác nhau không? Đó, quý vị biết là khác là tốt rồi. Cho nên như thầy cuối cùng thuyết trình về phần này, chúng ta đến với lớp, nếu quả thật đến một ngày, đến lớp mà một ngày có một niềm vui, xin chắc sinh viên rồi cũng lớn đến lớp mà học thôi. Nhiều khi thầy giáo gọi là tiến sĩ gây mê. Một số người gọi là tiến sĩ gây mê lên giảng cứ rè rè mà giờ từ 1 giờ đến 2 giờ là dễ buồn ngủ lắm. Mà dĩ nhiên là nhiều sinh viên có cái thói quen là ngủ giờ đó ngủ nữa, không chịu khắc phục cũng có cái lỗi nữa. Có thói quen. Cho nên chúng ta phải thấy hết tất cả những cái điều mà như sư vừa nói. Như ngày xưa mà quý vị mà đường hoàng thì sư nghĩ thầy Chân Minh thầy cũng không có thô. Nhiều sinh viên nó cũng bậy quá chân á. Đi học thì mà đeo cái ba lô thiệt to, đi ngang qua cái chỗ lấy dấu vân tay đó, vô in trước mặt thầy, thầy không la sao được. Không, thầy không la sao được. Còn nhiều người mang cả cái nón bảo hiểm, mang cái nón bảo hiểm đi vô nghinh trong lớp, thầy không la sao được. Sư cũng la nữa. Cái đó thì một số thầy thì không la, đôi khi cũng tốt, nhưng mà đôi khi sư nghĩ không hẳn tốt. Bởi vì sự hiện diện của mình, một là phải thân giáo làm gương hạnh cho tăng ni noi theo, hai là phải khẩu giáo. Chưa nói tới ý giáo, trong sự đi đứng, trong ánh mắt nhìn, trong một hành động nào đó. Như sư phụ của sư là ý giáo hay lắm. Ông không bao giờ, ví dụ sư về là sư đánh lễ, đếp y về cánh tay đánh lễ rồi, ông không dễ bao nhiêu đó. Xong rồi thôi xuống nghỉ. Nhưng bắt đầu là đi ra các hoa, cái thầy trò đứng cái là ông lấy cây hoa đó, ông cắt gì đó, ông nói về hoa. Nói về hoa là mình nghe người trí, là mình hiểu ông dạy mình. Đi ra cái bóng nước đó bị bể, mình đi lấy nước rồi mình lấy ống nhựa ống đồ mình thay rồi mình ráp vô lại ông Vân. Kêu qua cái việc đó cái ông nói cái chuyện đó thôi chứ ông nói mình. Nhưng qua đó mình biết ổng là ổng dạy mình. Mấy thầy đó mới là mấy thầy tuyệt vời quý vị. Nhiều cái nói trực tiếp được,
thì phải nói gián tiếp, mượn hoa, mượn cỏ, mượn là máy bay nước chảy trên kia, không dính dáng gì mình hết á. Nhưng mà qua đó, đối với mình là người trí, là mình sẽ biết rằng ông thầy ổng đương nói mình đây. Đó là ý giáo đó. Trở lại vấn đề chúng ta đã nói lan man hết giờ. Phần kết luận sư cô gì tổ phó đây ha, Quảng Minh, sư cô Quảng Minh nói phần kết luận như vậy cũng là khá khá hay. Nói chung là bài thì sư thấy cũng cái cấu trúc bài đơn giản thôi. Cấu trúc bài thì đơn giản chứ chưa có phải là quá đồ sộ như một cái tiểu luận quy mô. Nhưng mà trong cái phạm vi này thì cũng cho phép như thế cũng là vừa rồi. Và cái phần cái tiêu cực thì vì khống chế thời gian cho nên thầy thứ hai nói nó hơi ít. Cái bạch những cái hiện tượng của trường chưa phản ánh để nó để lại cái đậm nét và sâu sắc. Cũng như cái giải pháp thì thật ra cũng chưa có một cái giải pháp gì cụ thể, vì đây chỉ là cái kêu gọi phản ánh cái tình trạng và mang tính kêu gọi đánh thức người nghe, cho nên cũng chưa có một cái biện pháp gì cụ thể, thì điều này cũng chấp nhận được. Sư có một cái đề nghị nữa, khi làm bài nên lập cái mục lục, để khi lật vào là sư biết gồm có những gì ngay, chứ không cần là phải sư phải lập từng hai, hay là mã nội dung thứ một, khái niệm thứ một, sư coi theo dõi cái này, rồi sư coi qua, rồi sư coi qua nữa. Khi mà sư chấm tiểu luận là sư chấm cái dàn bài đã hết mấy điểm rồi. Chấm tiểu luận là cũng khi mà chấm nhanh là biết cách chấm là nhanh lắm. Bởi vì sư đọc nhiều rồi, sư biết cái kiểu của sinh viên. Sinh viên mà viết hay quả thật là đọc từng chữ. Mà sinh viên viết mà lan man không đâu về đâu hết thì cho điểm trung bình vậy. Rồi sinh viên biết làm cước chú hay không. Rồi sinh viên có ngồi sách tham khảo hay không. Ví dụ như thế. Cho nên là khi chấm bài là lật vô ngay cái mục lục, cái dàn bài họ gọi là cấu trúc chương như thế nào, qua đó là biết được cái tổng thể, giống cái thân thể quý vị có đầu mình tay chân vậy chứ, dòm vô là biết ngay rồi nó có cân đối hay không. Bây giờ cái người vậy mà cái cổ nó lùn quá, nó xấu liền hoặc là tay nó thiệt dài mà cái chân lùn tịt thì là cũng kẹt lắm rồi bắt đầu mình mới vô đọc một hai trang đầu với nội dung, rồi lật ra một hai trang sau đọc tiếp coi thử họ viết sao. Nhiều khi cái dàn bài hay nhưng mà nội dung nó không tương ứng, nhiều anh em ăn gian không thật. Cái tình trạng copy làm tiểu luận dữ lắm đó, do một số người nhưng mà nói như sư chấm á là không có qua mặt được, nhưng một số gì chấm mệt quá rồi bây giờ mới dẫn đến tình trạng là bỏ tiểu luận đây. Chứ sự thật làm tiểu luận thì anh em mới thật sự nghiên cứu. Dẫu cho có copy chỗ này chỗ kia cũng gian nan lắm, mất hết mấy ngày, cũng phải đọc đi đọc lui, đọc tới đọc lại, rồi mới copy dán cho từng phần, rồi cũng phải bỏ những chỗ đáng bỏ mới ra được cái bài. Nhưng mà dân đọc sách nhiều về cái mạng đó, dồn qua là biết lấy từ đâu. Tại vì mình cùng học với sinh viên mà, và sinh viên là đi sau mình. Sinh viên đương học một lúc học tới 4 môn, 5 môn, còn thầy cũng học có 1 môn à. Ông thầy học có 1 môn à, thì dĩ nhiên ông phải yên bác hơn là lẽ đương nhiên. Đúng không? Ông dạy môn này, ông lo chăm chú này thì ông phải đọc sách báo đủ thứ hết. Mà sinh viên làm sao qua mặt được. Nhưng mà dẫu đi như thế đi, thì sinh viên vẫn có nghiên cứu. Nên thưa quý huynh đệ Tăng Ni, thì vấn đề đạo đức của học đường của chúng ta như các vị vừa nêu còn nhiều vấn đề bất cập lắm chứ không phải không. Trong cái cách ứng xử với bạn học của mình, trong cách ứng xử với nhân viên, trong cái cách ứng xử với thầy cô giáo, bởi vì những người ấy là những người giúp việc, ví dụ nhân viên là giúp việc cho mình để mình được học tốt. Rồi các thầy cô giáo là người truyền trao cái tri thức, cho nên mình lỗ mãng với bạn của mình thì nó cũng chấp nhận được, bởi vì đồng ngang lứa.
và nhiều khi trí đức của mình hơn, hoặc là tuệ đức của mình hơn, giáo đức mình hơn. Nhưng mà nhiều khi ông thầy mình mà dẫu rằng ông có nóng nảy chút đỉnh, ông có sai chút đỉnh đi nữa, cũng là cái người thầy đã truyền trao cho mình tri thức sống. Cho nên mình không có được phép như vậy. Cho nên dẫu cha mẹ mình có hư đâu là chuyện của cha mẹ, nhưng mà mình vẫn mang ơn mẹ cha chứ. Đâu phải vì mẹ cha mình hư rồi mình là bất kính với mẹ cha mình. Cha mẹ đối với mình là người có ơn với mình. Cũng vậy các thầy cô ở trường. Nên hy vọng rằng là quý huynh đệ của khoa triết nè, sau khi học xong cái môn này, mình biết cách sống để mình tự xây dựng cái thang giá trị đạo đức cho bản thân mình thôi. Ví dụ như quý vị tôn kính người khác thì đó là cái nhân hạnh để người khác tôn kính mình. Quý vị tôn kính giáo thọ thì giáo thọ sẽ thương quý quý vị trong hiện tại và làm cái nhân hạnh để quý vị làm thầy cô trong tương lai. Rồi những vấn đề lặt vặt xả rác, quý vị chưa thấy những Phật tử họ sư là lãnh đạo dân phòng, cho nên rồi họ mới kể cho sư nghe những cái sự vất vả của họ khi mùa thi tới, sinh viên xả rác như thế nào, họ phải xong cái giờ buổi trưa của các vị buổi sáng xong là sư phải kêu phải đi lo dọn dẹp phòng ốc là rác rưởi vân vân để cho cái giờ sau vân vân. Cho nên thưa quý vị, bài này thì điểm số thì cũng chưa có công bố, để chờ cho khi thuyết trình hết rồi công bố luôn. Nhưng mà mỗi vị thuyết trình ở đây bây giờ cộng thêm bao nhiêu điểm ha? 2 điểm. Ví dụ là điểm 7.5 đi, ví dụ như thế, hay là 8, thì cộng với mỗi người thuyết trình 2 điểm nữa, được không? Sao không cho ăn rồi hổ tay đi. 2 điểm thì không là gì, nhưng mà khích lệ cho cái tinh thần năng nổ, hy sinh. Chỉ biết bao nhiêu người trong tổ mà là 40 người mà chỉ có 4 người thuyết trình thôi. Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.